Bật lên đấy, đôi bóng xin ông nó đã đỏ lên rồi anh em ạ. Và bên này cũng lên và bên này cũng lên, và đây là bóng xin ông thì cái ánh sáng của nó như này. Đấy, tôi sẽ quay ngang như này để anh em nhìn này. Đó, đây là cái ánh sáng của nó, nhưng mà khi mà đi buổi đêm ấy, thì nó sẽ rất là sáng. Chào anh em. Một chiếc như chiếc Kia K3 thì cái hệ thống đèn nguyên bản của nó ấy, nó đang sử dụng là cái bóng đèn halogen. Thì bóng đèn halogen như anh em biết rồi, nó sẽ rất là tối. Và do vậy thì những cái chiếc xe phân khúc cao cấp ấy thì nó sẽ được lắp một bộ bóng đèn xenon. Và đây là bộ xenon, trên tay mình là bộ xenon. Những bộ đèn thì nó có rất là nhiều cái loại đèn khác nhau, nó có những cái thương hiệu khác nhau như Aozum này, như GBNE này, hay là như Osram này. Thì ở đây trên tay mình đây là bộ Aozum. Cái bộ Aozum này là thương hiệu quốc tế và nó rất là bền, gần như là bảo hành được coi là dài nhất tại Việt Nam đấy. Dòng Aozum này được bảo hành 3 năm. Sản phẩm này thì là 35W. Và ánh sáng thì chúng ta được lựa chọn rất là nhiều cái gam màu khác nhau, như gam màu 4300, đấy là vàng nắng. Gam màu là 5500, tùy chúng ta lựa chọn. Và khi mà lắp một bộ này, chúng ta gồm một cái ba lát này, gồm hai cái ba lát này và gồm hai cái bóng để chúng ta lắp được hai bên. Và đây mình sẽ quay vào đây cho anh em. Đối với chiếc đèn của Kia K3 này ấy, thì khi mà lắp thì chúng ta cần một cái đuôi đèn, cái đuôi đèn để gài được vào cái xe này. Như ở đây thì mình đã gài xong rồi. Nó khác hơn một chút so với những cái bóng đèn khác, đây là chúng ta chỉ được cắm vào. Nhưng mà đối với Kia K3 ấy thì chúng ta cần có cái đuôi đèn để nó giữ đúng chân. Thường thì ở trên thị trường mọi người hay chế bằng cái gài chân sắt, nhưng mà khi mà gài như thế thì cái tâm đèn này nó sẽ không sáng. Vậy chúng ta phải lấy cái chuyên dụng của nó để lắp, và khi mà lắp thì nó sẽ đúng tâm và nó không bị chế gì cả. Là đối với chiếc xe K3 này, và khi mà chúng ta thay cái bóng này bằng cái bóng xenon ấy thì ánh sáng nó sẽ gấp 5 lần so với cái nguyên bản, nó rất là sáng. Và nếu mà có điều kiện nữa thì anh em có thể lắp thêm một đôi led. Như ở đây bác chủ cũng đã lắp một đôi bóng led ở bên này rồi. Thì cái bóng led thì nó cũng sáng hơn, tuy nhiên là tùy vào từng phân khúc khác nhau thì cái độ sáng nó sẽ hơn bao nhiêu. Ví dụ như chọn một phân khúc cao cấp ấy thì nó sẽ sáng hơn được gấp là nhiều lần. Còn ở đây cái bóng này thì một thương hiệu nào đấy, không phải là. Và như ở đây thì khi mà chúng ta lắp pha thì cái vị trí của nó cũng không cần phải chế chân như bóng cốt ở bên này, nên nó sẽ dễ dàng hơn một chút xíu. Thế là trường hợp đối với đi xe K3. Và một chiếc xe này thì chúng ta đã có lúc cầu nhá. Khi mà chiếc xe này có bi cầu thì chúng ta mới nên lắp xenon. Còn trường hợp nếu mà không có bi cầu thì anh em không nên lắp xenon, bởi vì nó sẽ gây chói cho người khác. Nó rất là nguy hiểm và nó không có tính nhân văn. Thì anh em có thể chọn một bộ đèn led. Tuy nhiên là phải chọn cái led xịn thì nó mới có mặt cắt, chứ nếu như không có bi cầu thì anh em nên chọn led có mặt cắt để nó đảm bảo rằng ánh sáng không bị chói người khác. Còn trường hợp có bi cầu thì chúng tôi khuyên anh em nên lắp bóng đèn xenon, bởi vì là thường là bi phải đi với xenon mà, nên nó sẽ rất là sáng. Còn nếu mà led mà lắp vào bi cầu này thì nó sẽ không được sáng đâu anh em ạ. Cái thiết bị này thì là sản phẩm là Aozum, mã là ABN07. Và đây sản phẩm được bảo hành chính hãng 3 năm, được phân phối và kiểm duyệt tại Việt Nam. Đấy. Trên thị trường thì nó cũng có một số dòng nó cũng của Aozum, nhưng mà hàng nội địa hoặc là cái hàng từ ngày xưa. Anh em có thể lưu ý. Đây, trong quá trình chúng tôi đang lắp cái ba lát vào. Tất cả là cắm rắc thôi. Chỉ có một chỗ này anh em mình phải khoan vào thôi, khoan để đi cái ba lát này nó ra ngoài thôi. Còn lại là tất cả là rắc nối zin đầu xe. Đấy, nó rất là an toàn. Và đây là kỹ thuật Mr. Hà. Đấy, màu đỏ. Nhân răng xem nào. Chào. Đang đây chúng ta phải chế một chút xíu đây cho anh em nhìn thấy là khi mà
Nếu mà các bác đi K3 ấy, phải chấp nhận thôi. Khoan rất là đẹp. Khoan một cái lỗ rất là đẹp. Đấy, nó không nằm ở bình thường em sẽ khoan ở trung tâm này thì nó sẽ ấy, nhưng mà khoan mấy, ở đây mấy cái chân mình để mình lúc mình tháo ra mình khoan một bên này nó giữ được cái chân, nó sẽ an toàn. Và tí nữa mình sẽ bật thử ánh sáng lên cho anh em xem. Chiếc K3 ấy thì như lúc nãy mình đã thử cái ba lát kia, tuy nhiên là đối với dòng K3 thì chúng ta phải sử dụng một cái ba lát có cái cục ken bớt này. Đấy. Thì nếu như mình lắp cái ba lát lúc nãy thì nó sẽ không lên, bởi vì là nó dòng điện nó không đủ. Và đối với tất cả những dòng Kia Hyundai khi mà chúng ta lắp thì chúng ta cần phải có thêm cái cục này. Trước khi vào ba lát thì nó phải qua cái cục này. Mục đích của nó là đây là cái ken bớt, nó sẽ chống báo lỗi và nó ổn định điện. Đấy là tất cả những cái dòng xe Kia Hyundai thì chúng ta cần phải lắp qua cái cục này. Thì lúc nãy mình cũng sơ ý, mình vừa mới thử xong thì và chúng tôi đã thay cái bộ này đây. Chính xác hơn này là cục ken bớt. Còn lại từ cái phần này đi về sau là nó y chang nhau, nó giống hoàn toàn nhau. Tem sản phẩm, tem bảo hành. Cần phải có cục này, anh em lưu ý đối với trường hợp là K3, Cerato, Santa Fe, Elantra, tất cả những xe Hyundai Kia đều phải sử dụng ba lát ken bớt. Anh lên tí, anh chuẩn bị bật đèn nha mày nhá. Em cắm xong rồi. Và ở đây là chúng tôi đã cắm xong rồi này. Đây là cái đường dây đi vào ba lát này. Đấy, nó sẽ đi vào đây. Nó qua cái cục ken bớt này và nó vào ba lát này. Đấy, nó và bắt đầu ra ở đây là ra đôi bóng. Tất cả mọi thứ là đều cắm rắc hết, zin hết theo xe. Và chúng ta sẽ thử bật bóng lên. Bên này vẫn phải trở đầu em ạ. Tắt đi, tắt đây mới trở được. Ok. Đây, cái bên này lúc này em cầm ở bên dưới kia, đằng này em phải đổi đầu em hiểu không? Tí nữa em rút ra em đổi đầu cho anh, hiểu không? Hiểu không? Âm dương bên trong em đang cầm lồn. Ở đây chúng ta sẽ bật lên. Đấy, đôi bóng xin ông nó đã đỏ lên rồi anh em ạ. Và bên này cũng lên và bên này cũng lên. Ở đây là bóng xenon thì cái ánh sáng của nó như này. Đấy, tôi sẽ quay ngang như này để anh em nhìn này. Đó, đây là cái ánh sáng của nó, nhưng mà khi mà đi buổi đêm ấy, thì nó sẽ rất là sáng. Và một chút xíu nữa thôi nó sẽ sáng hơn. Nó sẽ sáng hơn gấp 5 lần so với cái bóng đèn này. Bởi vì cái bóng này thì nó không khác gì cái bóng đèn xe máy cả. Mà xe máy thì nó chỉ chạy được khoảng tầm 50-60 thôi. Thì như vậy để chạy nhanh ấy, chúng ta cần đèn sáng hơn. Thì đèn sáng hơn thì trường hợp duy nhất thôi, chúng ta sẽ phải lắp bóng đèn xenon. Và đặc biệt là anh em thực sự là không phải là bán hàng hay là gì cả, nhưng mà nếu như lắp đèn này anh em đừng có thử nghiệm, mà chọn những cái dòng mà trên thị trường đã bán nhiều rồi, bền rồi thì anh em lắp thôi, chứ mà anh em thử nghiệm thì mất thời gian. Và tiền thì nó cũng chỉ rẻ hơn khoảng 100-200 nghìn, 300 nghìn. Nó mất công của mình đang đi mà đèn cháy thì điều rất là buồn. Còn khi mà lắp xong rồi chúng ta nên trả lại đôi bóng đèn này cho chủ xe để chủ xe nó cháy bóng thì chịu khó xuống tự thay. Nhưng mà khi mà trường hợp mà anh em lắp Auzoom thì anh em yên tâm, hãng bảo hành 3 năm thì chắc chắn là độ bền của nó như thế nào anh em phải biết. Và quá trình như thế thì nó đã xong rồi. Tuy nhiên là buổi ngày thì chúng tôi không test được ánh sáng cho anh em, nhưng mà cam kết là ánh sáng nó sẽ gấp được 5 lần. Cảm ơn anh em. Nếu anh em có nhu cầu ấy thì bấm vào cái đường link này. Đấy, đường link tôi để ở đây. Thì anh em vào đấy để tham khảo thêm những cái sản phẩm đèn xenon Auzoom. Cái dòng xe mà có bi cầu rồi thì anh em nên lắp xenon. Trường hợp không có bi cầu anh em tuyệt đối không nên lắp. Đấy là cái lưu ý. Bởi vì nó sẽ chói người khác. Và đặc biệt thêm nữa là với những chiếc xe Kia Hyundai, kể cả là Kia Morning, anh em phải lắp ba lát ken bớt. Ken bớt lúc nãy mình vừa chia sẻ, đây là cái cục ba lát của nó, ken bớt của nó, để nó
đạt nó đúng theo cái tiêu chuẩn của hãng đề ra là số vôn quy định và nó không bị báo lỗi ở trên xe. Cảm ơn anh em, xin chào anh em và hẹn gặp lại.